Hi, xin chào tất cả quý vị các bạn thân mến, thì tôi là Đức. Thì bây giờ tôi muốn có trên đây tôi là cây bút thử nước. Cây bút này là nó là TDS, là TDS thử về các loại như là thứ nhất là tạp chất trong nước có bao nhiêu phần trăm thôi, ở dưới có bao nhiêu chất trong nước, và cái này thì nó có cái nhiệt độ nữa mọi người. Thì đây thì mình sẽ thử nước nhà mình sẽ như thế nào nha. Tại vì cái nước thì nó cũng rất ảnh hưởng tới yếu tố nuôi cá, nuôi trồng thủy sản rất là nhiều, cho nên mình phải kiểm tra sơ như thế nào nha. Thì trước thì Đức nhà rất nhiều phèn lắm, có thể là thử bằng giếng khoan, có thể là mình tại vì mới khoan cái giếng cho nên là mình phải đo cái nước này thì cũng hơi trong hơn chút xíu, nhưng mà mình sẽ to thì mình kiểm tra thì mình sẽ biết nó như thế nào. Thì bây giờ thì mình sẽ lấy vô thôi, bắt đầu. Đây là các bạn, đây là cái rễ nhà mình, đây là cái giếng mình mới qua. Cái này mới ấy nè, đây mình sẽ lấy lên cho mọi người xem nha. Mình sẽ bật lại cái này nè. Mình sẽ bấm nút on đi. Rồi, đây bấm về trở về số 0 nè. Rồi mình sẽ test nước nha. Chỉ số nước nhà mình có được bao nhiêu? 621 nha. 621. Cái nước cũ mà mình hồi trước mình đã nuôi trong cái bể nè. Đây là cái bể nuôi rừng kỹ của mình, chỉ nuôi nhỏ thử nghiệm thôi, không bao nhiêu, nhưng mà đây số con, thấy số con khó lấy quá. Đây số con là mọi người, mình để như vậy nè, cho nó chạy lộn xạ giống biết. Đây lại làm lại đi. Tầm 600 đến 700 mọi người, cái này cũng được. Cái này 637. Ôi dồi, thêm chút xíu nữa. 637 mọi người. Cái này thì nó cũng cũng được. Cái nước mình phải yếu ta. Được chắc mình nhảy rồi. Mọi người chờ chút sự cố rồi. Thì mình sẽ đi test cái hồ bể cái khác thử xem sao cái bể của mình trong cái bể hồ cái trình của mình như thế nào nha. Cái đi theo thử xem sao kết quả nó sẽ như thế nào, cao hay là thấp. Bắt đầu thôi. Trước tiên thì mình sẽ sang qua cái một cái bể cái trình của mình nè. Thì đây là bể cái trình, đây bằng xài bằng nước bùn của mọi người. Mình sẽ thử nha. Mình đã để về số 0 rồi. À 620 mấy nè. Lại thử rồi, 744 các bạn. 744. Nói chung là 744 thì cũng hơi cao á. Tầm khoảng 3 mấy 40 400 đổ lại thì được. Và mình thử cái bể, đây là cái bể chỉ rộng của cái đề thôi. Rồi. Hồi tối biết có nước mưa vô nè. Ủa, cái số tầm mấy thôi. Xì chỗ nào đó rồi. Lại tiếp tục xì. Thôi mọi người chờ mình chút xíu nha. Giờ thì Đức sẽ đi test vào cái bể khác, bể cái trình. Nha. Thì bể này thì với cái cá thì nó lớn hơn. Nhưng mà mình đi trên cầu trên rất là rác luôn á mọi người nha. Thì bây giờ mình sẽ ở đây sâu là một, đây là bể mình nuôi không có điều đặn, tại vì xây cho điều kiện xây cứ chỗ đèn bể cho nên là nó khác biệt.
Và bây giờ mình sẽ test cái hộ này như thế nào nha, mọi người xem nha. Bật máy lên. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ thọc cái này xuống. Trình thời gian đối mọi người. Mình thấy không? Bỏ cái này xuống mà con cái trình nó lên luôn kìa. À, ta tầm 851. À, hồi tối không cho cái trình ăn nên nó đói nè. Bữa hôm qua gian dư cho nên là bữa nay hồi đói mình không cho ăn. Cho nên sáng là anh hơi đói. Mọi người thấy sao? Ở đây cái đây còn cái có cái gì vụ của nó là nó có cái nhiệt độ nữa mọi người. 29 độ 7 độ C nha. À, nhiệt độ ở dưới đây là bao nhiêu? 295. Ở trên là 29 này mọi người, 29. Nhiệt độ ban ngày là 20 mấy độ ha. Rảy nước thì còn lại 29.4. Mà thọc xuống nước thì lại ấm hơn ha. Vậy thọc nước bao nhiêu? Trời mấy. Rồi nhiệt độ nó hơi giảm xuống ha. Còn lại 291. À, nhiệt độ như độ C như vậy là lý tưởng đó mọi người, 29. Lên chút xíu nó điều chỉnh nhiệt độ lên còn có 29 độ. Ôi chào mọi người nha, thì tới bữa nay mình quay lại cho mọi người xem, tại vì mấy bữa nay thì mình tự một mình thích làm cái bể này. Mọi người hãy xem ở phía sau Đức đó nha. Cái bể này là mình đã làm xong rồi. Hồi bữa trước là mình làm cái bể bùn nhưng mà bị chuột nó cắn đó mọi người, cho nên là mình phải làm bể xi măng lại luôn. Ghét quá con chuột này. Cho nên mình làm bể xi măng luôn, mình nuôi bể xi măng. Tại trong bể này thì mình cái loại xi măng thì mình làm bằng đổ bê tông luôn. Nhưng mà bê tông lớp mỏng thôi mọi người, tầm 4 bao xi măng. Với là rất là nhiều cái khác nữa là mình làm. Rồi quay cho mọi người xem nha.